Xin chào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem sự khác biệt giữa một cây đàn piano cơ và cây đàn piano điện là những gì. Trước mắt các bạn là cây đàn piano cơ. Đây là loại nhỏ của dòng upright có chiều cao 121 cm. Và đây là cây đàn piano điện với kích thước và trọng lượng nhỏ gọn hơn rất nhiều. Nói về ưu điểm của đàn piano điện thì nó nhỏ gọn, cơ động, dễ đưa vào những nơi chật hẹp, có tai nghe và nút chỉnh âm thanh để tránh làm phiền xung quanh, tốt cho trung tâm dạy đàn với nhiều học viên cùng lúc. Có thể phối hợp với các thiết bị điện tử khác thông qua USB, MIDI. Một số loại có chức năng ghi lại bản nhạc mà bạn vừa chơi, không bao giờ phải lên dây chỉnh máy. Về nhược điểm thì công nghệ hiện đại vẫn không thể nào giúp piano điện bắt chước được âm sắc của piano thật với độ cộng hưởng sâu rộng từ tấm sao bóp bằng gỗ tự nhiên. Kết quả là âm thanh của piano điện nghe nông cạn và nhạt nhẽo. Phím đàn không có bộ cơ action mà dùng các chip điện tử để già lập nên khả năng tương tác với người chơi rất thấp. Người chơi khó thể hiện được cảm xúc của mình như khi chơi trên đàn piano cơ. Piano điện không bền và dễ mất giá trị. Piano điện không thể sánh với piano cơ thật trong vai trò làm sang trọng căn phòng của gia đình. Mong rằng những thông tin mà PianoNet vừa chia sẻ sẽ giúp các bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ về kiến thức piano sau này. Xin chào.